Trải nghiệm đi biển cùng Rusty có gì vui? Từ đất liền, tụi mình được đi cano đạp gió rẽ sóng đến tham quan đảo Bình Hưng xinh đẹp. Dẫn đoàn là anh tour guide của tổ ong, rất là nhiệt tình và thân thiện. Mọi người ai cũng hào hứng lắm. Đây là bãi biển trên đảo nè mọi người ơi. Biển đẹp và nước thì trong veo. Chưa đến thời gian tắm biển chính thức mà mấy anh này đã xuống biển luôn rồi. Mấy anh trai Rusty vượt ngàn chông gai chỉ để được đi tắm biển thôi đó mọi người. Tới biển anh nào cũng vui như là cá gặp nước. Đi đảo xong thì về bờ chơi team building thôi. Tụi mình dừng chân ở một resort thơ mộng bên bờ biển, quá là phù hợp để team building luôn. Đầu tiên là chơi tạo dáng chụp hình, nhìn ai cũng xinh đẹp hết trơn. Tranh thủ mọi người có mặt đông đủ thì chụp một tấm hình thiệt là đặc biệt để làm profile cho công ty luôn. Ta-da! Chữ B của Rusty với đầy những trái tim yêu thương. Tụi mình còn nắm tay nhau chạy vòng tròn, vừa tăng thêm sự gắn kết ấm áp, vừa là màn khởi động cho trò chơi tiếp theo. Đó là chơi cướp cờ. Cướp cờ trên bờ biển thì không dễ như cướp cờ trên bờ cỏ. Vì sơ hở là bị té sấp mặt như này, hoặc là như này. Nhưng bù lại sau cú té chị ấy được tung hô như một người hùng. Chơi game xong thì ai cũng vui vẻ, chỉ trừ một người. Bởi vì như một kịch bản chung của mọi chương trình team building, đạo diễn chương trình luôn là kẻ bị quăng xuống biển. Sau đó thì mọi người tự quăng mình xuống biển luôn. Cảm xúc vẫn vẹn nguyên như lần đầu được đi biển. Từ những thẹn thùng ban đầu, biển giúp mọi người rửa trôi đi hết ngại ngùng để thân thiết với nhau hơn và dành cho nhau những cú nhảy tuyệt vời. Nhảy miết thì trời cũng gần tối và cũng là lúc tiệc gala dinner sắp bắt đầu. Sau thủ tục giới thiệu giao lưu ban đầu thì vô phần hát hò thôi. Đây là lúc các anh trai chị gái Rusty được say hai say ba hết mình với đủ các thể loại âm nhạc khác nhau như nhạc tình yêu, nhạc tiền chiến, nhạc tây du ký, nhạc quấy, nhạc dân ca, nhạc thiếu nhi remix, nhạc rock và nhạc của editor. Dàn dancer nhảy phụ họa bùng cháy cả sân khấu luôn đó mọi người. Cũng may là mấy anh không mở nhạc non stop nên cũng đến lúc hết nhạc. Vâng, xin cảm ơn anh rất nhiều. Và cảm ơn tất cả thành viên Rusty đã tham gia chương trình team building lần này. Cảm ơn vì những sự gắn bó mà mọi người đã dành cho nhau. Dù ngắn ngủi nhưng chúng ta đã có thật nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại mọi người trong những hành trình tiếp theo của Rusty nha.